Vâng, chào mừng tất cả các cô chú và anh chị đã quay trở lại với channel của em. Hiện tại thì chiếc xe bản số 63A này 03401 này em đã chốt cho một anh trai ở Tiền Giang. Và mùng 6 Tết thì con xe này anh trai coi ngày anh trai sẽ nhận. Chiếc xe này thì em có quay ngày hôm kia thì anh em đang trong quá trình đang dọn dẹp. Đây, nước sơn hôm nay là đẹp lộng lẫy, đẹp len keng, đẹp len spang luôn nha quý anh chị. Thì mấy anh em đang chuẩn bị tiến hành lắp ráp vô và để vệ sinh nội thất và ngoại thất. Đây là trong quá trình em đang dọn ha. Nước sơn thì hôm nay đẹp rồi, nó nước sơn bóng bẩy rồi. Gửi cho anh trai ở Tiền Giang xem ha, thì anh trai coi ngày. Thì con xe này anh trai có chút cọc cho em là 30 triệu. Đây. Thì anh em tụi em sẽ đúng ngày đúng giờ tụi em sẽ khắc phục vào ngày đúng ngày mùng 6 Tết em sẽ bàn giao con xe này về cho anh. Thì bây giờ mấy anh em đang chuẩn bị lắp đồ vô nào. Này lắp đồ vô xong rồi đi 4.0 mình tẩy ha. Tí đánh cho người cho khách cái đèn luôn nha bạn. Đánh hả? Đánh chưa? Làm lại cái bộ đèn cho nó sáng sáng lên tí. Đánh mày mà đánh quá nó cháy, nó đánh vậy được rồi. Đèn cũ nó vậy được rồi. Đó. Coi lại mấy cái tay nắm cửa nắm kiếc rồi luôn nha. Ráp cái đồ kỹ xíu nha. Ừ. Ráp kỹ lại đừng để thiếu đồ nha. Đó thì hiện tại thì chuẩn bị xong rồi. Con xe này thì chiều ngày hôm nay sẽ xong. Đó, anh chị thấy đánh bát một phát lên thôi là nó bóng lộn bóng lẫy luôn. Em tính dán bộ tem đúng con xe này em dọn thì em sẽ dán tem mà anh trai cứ để nguyên màu trắng, không có dán tem. Nhớ con bữa mình còn mà. Còn mà. Bình xanh kìa. Bình xanh còn mà. Đi biết còn chúng ta đâu. Đi vô đi bóp. Không biết hình như để trên con xe lên năm hay sao. Đó anh chị thấy không? Đánh thì rất là đẹp ha. Đây là những quá trình của em dọn xe. Nói chung là khi tụi em dọn chiếc xe là em quay thẳng thắn luôn chứ không có giấu giếm gì hết ha. Đó cửa nẻo nè. Thì quay như vậy nè, chừng lúc anh chị đi mua xe thì anh chị đâu có được phép tháo ra như vậy đâu. Đúng không? Nhưng cái này là trong quá trình em dọn nè, không mục mọt ha, tắp đi cửa ở trong nè. Có nhiều anh chị đi mua xe mình đâu dám tháo ra như vậy đâu. Chính bản thân em cũng vậy, đi mua mình đâu có dám tháo ra hết như vậy mình xem đâu. Tháo ra vậy chủ nhà quýnh chạy không kịp luôn á. Đó. Anh chị thấy không? Nhưng khi tụi em dọn thì quay cho khách hàng và cô chú anh chị thấy luôn, không mục mọt, cửa kiếc đồ rất là ngon lành luôn nha anh chị. Đó, hôm nay tụi em là sơn phết đồ lại là quá ngon lành cành đào rồi. Thì tiến hành mùng 6 Tết em bằng giao thôi. Đó, đi mua xe mà đi vô nhà dân mua xe mà tháo banh cành như vậy ra là người ta chửi chết luôn á. Ai đâu có ai cho mình tháo đâu. Và đây là lần đầu tiên cô chú anh chị đến với kênh của em thì cô chú anh chị xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và bấm chuông sát góc tay phải màn hình của mình để cập nhật những mẫu xe mới nhất hàng tháng ở bên em. Cô chú anh chị đã đăng ký kênh rồi hãy khích lệ tinh thần cho em một like trong buổi chiều ngày hôm nay ha. Và tiến hành bây giờ đồng hành với em là chiếc Daewoo Nuvira sản xuất đời 2003, đăng ký 5 chỗ ngồi, số sàn, tay lái trợ lực. Dung tích xi lanh là 1.6, thì độ tiêu hao nhiên liệu của nó là 67 lít/100 cây số. Hiện tại bây giờ em sẽ tiến thẳng về thành phố Cam Ranh trong buổi chiều ngày hôm nay. Cô chú anh chị nào thích sở hữu chiếc xe này thì xin vui lòng alo cho em trên cung đường em sẽ có mặt ở thành phố Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt, thành phố Phan Rang, Ninh Thuận. Và tụi em sẽ có mặt tại ở Cam Ranh để tụi em là vận tải một chiếc xe vô nữa. Anh chị nào thích chiếc xe này xin vui lòng alo cho em với giá thành là 75 triệu đồng trên cung đường. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh chị một video sau. Chúc cho đại gia đình mình có một ngày thật là vui vẻ và luôn luôn gặp nhiều mắn thành công trong mọi lĩnh vực cũng như trong cuộc sống ha.